Mỗi năm cứ đến dịp Tết đến xuân về là lòng người lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Ai cũng mong muốn được trở về, đoàn tụ với gia đình, được quây quần bên người thân trong bữa cơm tất niên ngày Tết, nhất là đối với những người đi làm nơi xa. Vâng ạ, và bữa cơm tất niên trong những ngày cuối năm thì có thể nói đó là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt từ bao đời nay. Dù bận rộn đến mấy thì trong mỗi gia đình đều chuẩn bị bữa cơm tất niên trong ngày cuối năm. Trước là để dâng lên ông bà tổ tiên tấm lòng thành kính, sau là dịp để gia đình cùng quây quần sum họp, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, những vui buồn trong một năm qua và cùng chúc cho nhau đón một năm mới sắp đến đầy niềm hân hoan, đầy sự hạnh phúc. Vậy thì bữa cơm ngày cuối năm có ý nghĩa như thế nào? Chương mục chuyện ngày Tết hôm nay đã mời đến phim trường một vị khách mời đặc biệt để chúng ta cùng nhau trò chuyện về chủ đề vô cùng ý nghĩa này. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị, vị khách mời đặc biệt mà chương trình đã mời đến đây hôm nay xin được giới thiệu với quý vị, đó là nhạc sĩ Đức Thịnh. Xin chào nhạc sĩ Đức Thịnh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào Tuyết Oanh, xin chào các bạn đang xem đài. Quý vị thân mến, Tuyết Oanh cũng xin được chia sẻ một chút xíu thông tin về vị khách mời đặc biệt của chúng ta, nhạc sĩ Đức Thịnh. Anh là người đứng sau thành công của rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ trong công việc hòa âm, phối khí, đạo diễn cho nhiều chương trình âm nhạc lớn. Và ngoài ra thì anh cũng được biết đến qua những dự án rất là thú vị và mang tầm cỡ như là Shades of Sound, Healing Night, v.v. Và ngoài ra thì anh còn là người được rất là nhiều khán giả yêu âm nhạc mến mộ biết đến với dự án rất là gần gũi và thân thiện mang tên là Guitar 8 Phút. Cảm ơn anh rất là nhiều một lần nữa đã dành thời gian để tham gia chương trình. Và đến với nội dung của chúng ta thì anh Thịnh thân mến, không biết là với Tết Giáp Thìn này anh cũng như là gia đình đã chuẩn bị như thế nào, lên kế hoạch ra sao để đón Tết? Anh có thể chia sẻ cho Tuyết Oanh cũng như là quý vị khán giả được biết về không khí đón Tết ở gia đình mình ạ. Hiện nay thì gia đình cũng đang chuẩn bị dọn dẹp rồi, tại vì cuối năm thì công việc của mình cũng rất là bận rộn. Thì hiện nay về ẩm thực nó không như mọi năm là phải lo lắng về cái chuyện ăn nhiều. Và năm nay thì bắt đầu người ta chuyển qua một cái không gian, mình chuẩn bị cho cái không gian nhiều hơn và chuẩn bị cho những cái tinh thần cho cái năm mới, mình đón nhận năm mới. Thì bên cạnh đó cũng như là sau cái cuối cùng mới gọi là lo đến phần ẩm thực cho ngày Tết. Dạ, ẩm thực cho ngày Tết thì thường mà trong không khí như thế này thì chúng ta hay nói đến về khía cạnh ẩm thực, sẽ nói về bữa cơm tất niên, bữa cơm đoàn viên. Thì thật sự đã từ rất là lâu rồi, bữa cơm chiều 30 Tết, Tết Nguyên Đán của chúng ta trở thành một bữa cơm của sự đoàn viên, có ông bà, cha mẹ, con cái, bao nhiêu thế hệ cùng quây quần với nhau để dùng bữa cơm và cũng là để kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong năm, để nghĩ đến những cái việc sẽ làm trong năm mới. Thì không biết bình thường cái bữa cơm tất niên của gia đình anh Thịnh sẽ có những cái món nào, hoặc là trong cái câu chuyện về bữa cơm tất niên anh có cái kỷ niệm nào thú vị đáng nhớ kể cho Tuyết Oanh cũng như quý vị được nghe không ạ? Thật ra mỗi một cái thời điểm có những cái kỷ niệm khác nhau, bởi vì những người trong gia đình càng về sau, ngày xưa thì nó đông, nhưng mà theo cái thời buổi này thì cái bữa cơm gia đình thì ngày càng nó vắng đi. Tại vì mọi người bận rộn rồi ở riêng. Nhưng mà cái ký ức đó là cái mà Thịnh nghĩ là người Việt Nam mình là một cái điều rất là trân quý. Tại vì dù đi đâu đi, cái ngày đó là cái ngày nhớ. Nó không chỉ là những người còn có mặt trong cái buổi hôm đó mà là nhớ đến ông bà, rồi tổ tiên nữa. Đúng là như vậy, mỗi người sẽ đến với không khí của bữa cơm tất niên mang theo câu chuyện riêng của mình, mang theo cái hành trình của mình trong năm đó, rồi mang theo những cái hoài bão ước muốn của mình trong tương lai để kể cho nhau nghe. Một cái bữa cơm với rất là nhiều những món ngon, có người này người kia góp vô, người thì nấu món này, người thì mang đến món kia, nó sẽ tạo ra một cái không khí để cái sự chia sẻ nó được diễn ra một cách dễ dàng hơn. Thì đó là cái điều mà Tuyết Oanh nghĩ là Tuyết Oanh rất là muốn biết và tìm hiểu thêm. Thì thường á, nếu mà cái dịp đó thì gia đình của anh Thịnh thường sẽ có những cái món gì cho bữa cơm tất niên ạ? Riêng ở nhà mình á, thì đôi khi những cái món mình làm á, thì mình dự kiến là ngày mùng 1 mình ăn gì, mùng 2 mình ăn gì. Dạ. Nó vẫn có những cái sự thay đổi. Thí dụ những cái món truyền thống á, thì gia đình mình á, cái ngày mùng 1 Tết thì gặp nhau thì ăn những cái món gần với truyền thống. Dạ. Rồi dĩ nhiên anh chị đến nhà thì cũng mỗi người mua thêm món, chứ bây giờ người ta không có chuẩn bị quá đông. Nhưng mà sau khi ngày mùng 2 thì có bạn bè đến chơi thì những cái món nó hiện đại hơn, ví dụ như là thịt quay hoặc là gì đó. Thì Thịnh nghĩ là những cái hành động, cái sự chuẩn bị cho ngày Tết mới là cái cảm xúc thật sự. Còn cái bữa ăn nó trôi qua
cũng chỉ một tiếng thôi. Còn cái sự chuẩn bị nó thậm chí rất nhiều ngày. Thì đó là cái không khí, nó là một cái thức ăn tinh thần trong những cái ngày Tết. Thì đó là cái giai đoạn chuẩn bị cho cái bữa ăn. Dạ, đúng là như vậy ạ. Cái giai đoạn chuẩn bị nó thể hiện được cái quá trình của cả một gia đình ngồi lại với nhau với bữa cơm tất niên. Và từ nãy giờ anh chia sẻ thì anh thấy là những cái món ăn đó là những món ăn tiêu biểu trong một bữa cơm tất niên của miền Nam. Anh cũng vậy, cũng rất là thường trải qua và hầu như năm nào cũng vậy hết. Thịt kho hộc vịt, có cả canh khổ qua nè, rồi có những cái món bánh tét chẳng hạn. Đó là những món gần như năm nào mình cũng thấy, đó là một bữa cơm tất niên điển hình. Nhưng cái đó là của miền Nam thôi. Vậy thì còn ở những địa phương khác, miền Bắc, miền Trung, mọi người sẽ có một cái mâm cơm tất niên như thế nào? Thì Tuyết Oanh xin mời anh Đức Thịnh cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Đối với mỗi vùng miền sẽ có sự chuẩn bị cho mâm ngũ quả và các món ăn trên mâm cỗ tất niên khác nhau tùy theo phong tục. Với mâm cúng tất niên của người miền Bắc thường có 4 bát, 4 đĩa được bày trên mâm. Đĩa cúng của mâm tất niên bao gồm thịt gà, giò, chả quế, thịt heo. Ngoài ra, người miền Bắc còn có thêm một đĩa xôi gất với màu đỏ tượng trưng cho một năm mới gặp nhiều may mắn. Các bát trên mâm cúng miền Bắc gồm có bát chân giò hầm măng, bát bóng thả, bát miếng dông và bát mọc nắm thả. Cuối cùng là một trong món ăn không thể thiếu trên mâm cúng là bánh chưng, ăn kèm với một đĩa hành muối. Ngoài ra, nhiều gia đình còn biến tấu mâm cúng với nhiều món ăn khác nhau nhưng đều mang đậm hương vị đặc trưng của miền Bắc như thịt đông, nem rán, nộm, v.v. Mâm cỗ Tết miền Trung không yêu cầu 4 bát 4 đĩa như miền Bắc, nhưng cũng có các món ăn đặc sản không thể thiếu như giò lụa, thịt gà, thịt heo, măng khô, miếng xào, ram. Tất nhiên cũng không thể không có bánh chưng, bánh tét, ăn kèm một đĩa dưa muối ngon lành. Miền Nam với khí hậu nắng nóng nên mâm cỗ cúng tất niên ở đây thường ưu tiên đồ nguội. Mâm cỗ cúng thường có bánh tét kèm với củ cải ngâm nước mắm, canh măng nấu, dùng măng tươi thay cho măng khô, thêm canh khổ qua dồi thịt, thịt kho tàu, đĩa dưa giá, củ kiệu. Thực ra ở Việt Nam mình ẩm thực thực sự quá trời phong phú và đa dạng luôn. Mỗi vùng, mỗi miền, mỗi địa phương, mỗi tỉnh thành, thậm chí là mỗi quận huyện đã có những cái bản sắc riêng rồi. Những cái chia sẻ vừa rồi thì cũng sẽ giúp cho quý vị khán giả, những người đang ngồi bên mâm cơm chuẩn bị đón giao thừa, có thể ôn lại những cái hình ảnh về ngày Tết của quê hương mình, của gia đình mình. Nhưng mà thật ra bên cạnh đó thì còn có cả những người con có thể vì một cái lý do nào đó mà Tết không có được về đoàn tụ với gia đình, không có được tham gia trong bữa cơm tất niên, thì chắc cũng sẽ có rất là nhiều những cái nỗi lòng. Thì em nghĩ rằng với là một người hoạt động nghệ thuật giống như anh Thịnh thì chắc cũng đôi khi cũng phải xa nhà. Thì không biết đã bao giờ anh trải qua một cái Tết mà không ở cùng với gia đình không anh? Mình thì có ngày trước mình có đi làm việc và sinh hoạt ở bên Nhật rất là nhiều. Dạ. Lúc đó Thịnh qua, Thịnh thèm tiếng Việt á. Thèm được nghe tiếng Việt luôn. Đến mức mà ra hết công việc mình chạy ra cái khu người Việt để mình nghe thôi. Rồi về cũng chẳng có thời gian để mà giao lưu với nhau. Có gì mình nhớ quê hương đến mức như vậy. Và dĩ nhiên thì bây giờ thì hiện đại hơn một chút. Tại mình đi cũng cách đây 10 năm. Mình đi nhiều lần. Nhưng mà bây giờ thì cộng đồng người Việt cũng khá là nhiều. Thành ra là họ cũng mang những cái ẩm thực quê hương qua bên đó. Tuy nhiên rằng cái không khí mình ăn với bạn bè nó vẫn không bằng với gia đình. Đó, mình ăn với ngay cả người yêu đi nữa cũng không thể nào. Cái ngày Tết là ngày của cha mẹ, của ông bà, tổ tiên của mình. Người yêu là một phần của gia đình trong tương lai thôi. Thì nó cũng không có cái gì đong đầy bằng với gia đình của mình. Đặc biệt là đôi khi mình nghĩ nó không chỉ là ở nước ngoài đâu, mà ở một cái tỉnh khác mình không về quê được. Hoặc là gọi là cha mẹ cũng gọi là quê hương mà. Đôi khi năm nay cha mẹ mình không còn nữa, đã đi trong năm, thì cái Tết đầu tiên khi mình không còn mẹ, cái cảm xúc đó cũng mãnh liệt lắm. Thì Thịnh nghĩ là nó mình không có từ nào để mình diễn tả. Thành thử ra khi những cái ăn Tết á, đôi khi nó cũng buồn, nó buồn lắm. Nhưng mà đôi khi bạn nghĩ rằng không phải cái buồn nào cũng là cay đắng đâu. Cái buồn nó buồn trong cái hạnh phúc. Bởi vì mình còn có ai để mình nhớ, mình còn có tổ tiên, mình còn có gia đình, mình còn có cái gốc của mình. Chỉ buồn nhất là mình không biết mình là ai nữa. Thì cái ngày Tết á, đôi khi Thịnh nghĩ là không phải lúc nào niềm vui nào
nó cũng thật sự là vui. Có những nụ cười nó rất là buồn, còn có những giọt nước mắt nó rất là hạnh phúc. Thì qua đó thì mình thấy cuộc sống này nó đa dạng, nó phong phú. Nhưng Tết, bữa ăn và những cái cảm xúc của trời đất như thế, nó tạo cho mỗi người có một cái cảm xúc khó quên. Thì đó là lý do mà Thịnh thấy cái Tết Việt Nam cộng với ẩm thực của mình nó đặc biệt hơn so với các nước khác. Vừa chia sẻ về việc những người con xa xứ, thì sẵn có một người nhạc sĩ tài năng ở đây và có cả một cái đàn guitar nữa, thì tôi anh nghĩ rằng hay là mình gửi tặng cho quý vị khán giả một đôi ba câu hát có thể làm ấm lòng hơn, vỗ về hơn cho tất cả người Việt Nam đang cùng chuẩn bị quay quần bên mâm cơm và đón thời khắc giao mùa. Anh nhỉ? Dạ, cảm ơn Tiết Oanh. Nhưng mà sẵn xuân về thì mình chắc gửi đến các bạn một đoạn của một bài hát Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em. Cảm ơn anh ạ. Xin mời anh ạ. Em à. Và mùa xuân trong đôi mắt em là mùa xuân anh mãi đi tìm. Và mùa xuân trong đôi mắt em anh mãi yêu. Và mùa xuân trong đôi mắt em là mùa xuân tràn chứa hy vọng. Và mùa xuân trong đôi mắt em là mùa xuân anh mãi đi tìm. Và mùa xuân trong đôi mắt em anh mãi chờ mong. Được không? Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Đức Thịnh rất là nhiều ạ. Những ca từ, giai điệu du dương nhưng mà đông đầy tình cảm ở đó. Và ngay bây giờ có lẽ Tiểu Anh sẽ mời nhạc sĩ Đức Thịnh cũng nhân cơ hội này hãy gửi đến quý vị khán giả đôi lời chúc cho một năm mới sắp đến của chúng ta. Cảm ơn Tiểu Anh. Thịnh chúc cho Tiểu Anh cùng gia đình cũng như là quý khán giả đang xem chương trình một năm mới thật là nhiều niềm vui, may mắn. Và quan trọng nhất là những cái ước vọng của mình á, năm nay sẽ thành sự thật. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Thịnh một lần nữa vì đã dành thời gian để tham gia chương trình. Và cũng nhân đây chúc anh có một năm mới với những dự án sẽ còn tuyệt vời hơn nữa và cũng trọn vẹn nhất có thể với 365 ngày tiếp theo. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Tuyết Oanh. Còn bây giờ Tuyết Oanh và nhạc sĩ Đức Thịnh xin chào tạm biệt.